Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tục với series đó chính là Voltage anh em nhé. Từ game kết hợp với Pokemon và Genshin Impact ha. Thì mình vẫn đang sử dụng cái con này. Có một con, hôm qua mình up được một con mới nhưng mà con đấy nó không ngon mà cái con rồng hôm nào mình bắt được anh em ạ. Con rồng hôm nào mình bắt được ở rank S cơ, nó rất là ngon ha. Ê, what the hell man. Ê, what. Con này đi cướm ấy. Nhưng mà mình thấy thằng cầm thương đánh rất là khỏe nhá anh em, chẳng hiểu sao. Khó hiểu. Ý. Né được à? Hay thật sự luôn, máu này. Căn bản là nó cũng khỏe lắm anh em, chẳng yếu đâu. Cái gọi này đánh nó không hề đơn giản. Chúng ta vừa đi vừa luyện cấp à? Con này con mới này. À không, con Borin ạ. Con Slam anh em ơi, cho đánh đúng một cái combo cái là nó chết ngay mà. Ui giời. Hay thế nhở. Nó đã nhìn thấy mình sẵn rồi thì mình nên không nên chạy anh em ạ. Đoán thế. À có cái né này anh em. À con gấu. Bắt mình đấu thì mình đấu thôi. Vãi lồng bàn. Đúng thế bạn trẻ. Hôm qua đấu con này rồi mà nhỉ. Easy. Con này khỏe vãi lều ạ. Đúng là rank cấp S có khác anh em ơi. Nhà được cái gì đấy. Item à. Trên kia cũng có một cái item kìa. Cho ấn hai lần nút di chuyển thì nó sẽ kiểu lướt đi anh em. Cái này là cái kiểu phá giáp hay như nào ấy. Rồi anh em ơi, tiếp tục đi luyện cấp cho bọn này thôi. Game thì khá hay nhá, link tải mình sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhé. Đây, ấn vào đây. Đấy, nice. Máu mất hơi nhiều nhé bạn. Xong. Một tuyệt chiêu cái là đi hết bọn này yếu vãi. Né. Ok. Né. Nén như thế này thì toang anh em ơi. Có lại đánh được tầm khoảng 5 máu anh em. Đừng. Đừng bạn ơi. Xin. Xin người. Thật sự là xin người luôn. Không biết con boss ở trong cái phần này là phần gì. Chú đã đầy để thanh năng thanh nộ ở này anh em ơi. Tấn công. Cái này nó sẽ tự động lao tới hai kẻ địch anh em ạ. Hay phết nhờ. À vá hết cái map và lấy đồ thôi. Nhưng mà map thì như nó cũng không thay đổi gì cả. Sao anh em ạ. Nó vẫn thế. Theo như mình thấy. À đấy, nó có thêm cái đồ này. Cái này chắc về để chế máu à. Đoán là về con này yếu mà anh em. Con này yếu hơn cả con Slam ấy. Theo như chúng ta thấy là thế anh em. Chết. Từ từ à. Đợi nó dồn sức mạnh đấy anh em ạ. Đấy. Thấy chưa. Né ngay. Mất tận đến 11 máu cơ. Ơ. Nó có chiêu rậm và chiêu lao tới anh em. Ơ. Thì thằng nó bị đơ anh em ạ. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu kiểu gì luôn. Ở đây có cái hòm này. Vừa lên Goblin anh em ạ. À có một con boss kìa. Để chiêu này tiễn đánh nhá. Con này chậm lắm, con này tốc độ cực kỳ chậm. Đang nói, ui, cái con kiếm Goblin này còn nhanh hơn con kiệu 11 máu anh em ạ. Ảo thật sự, đây rồi. Còn một con nữa thì phải. Ê, à, con tia giác đỏ anh em ạ. Con này rarity độ hiếm khá là cùi thôi. Nhưng mà mình vẫn đánh được. Nhé.
Từ chiều anh em ơi, từ chiều. Chạy. Phá giáp anh em ạ. Con này còn dễ hơn cả con Minion à. Cho bắt con tê giác đỏ cả nhá. Dễ quá nhỉ. Game này thật ra nó nhẹ à. B, S, B. Ui, con này ngon này. Con này ngon dành cho cái con thứ ba của chúng ta này anh em. Nó có cái phòng thủ hay cái gì. B là S, có hai cái S luôn. Được phết anh em nhỉ. Lấy nốt một cái này đã. Xong đánh nốt con quái đây đã. Có trứng không? Đây. Ui, có gì này. Sweeper. Ơi. Chạy mẹ mất rồi. Đen đủ thế nhờ. What the fuck man. Nó chạy mất rồi thì làm nào nhỉ? Thật sự là đùa luôn đấy. Tôi đã định đánh con đấy nhưng mà chưa kịp gọi định thần cái nó có cái cổng ở bên kia anh em ạ. Ui, rồng nè. Wow. Newmon độ hiếm là 2. Rồng xịn như bây. Con này cưỡi rồng xịn rồi, chắc chắn luôn anh em. Ai à. Cái điều khiển ở trên cái này hơi bị mệt ha. Hơi khó à. Tại sao mình không thể nào mấy được nhỉ? Nhưng mà cái nộ hồi nhanh vãi cả đạn. Xong. Bắt anh em ơi. Cái bắt này dễ vãi. Anh em ạ, cho bắt thêm con rồng nữa. Perry success. Đù, con này là dash, con này là rank B C D D. Ui ôi, Uniquest. Không biết là cái nào là ngon đây. Tôi cũng bó tay chấm cơm luôn ha. Chắc khám phá xong đấy. Còn một cái item nữa ở nốt góc này là xong này. 9 trên 10 à. Chưa anh em ạ. Còn một cái item nữa ở đâu? Còn item nữa ở đâu anh Giai? Biết đâu không? Không thấy đâu luôn anh em ạ. Còn một cái item Desto Hub. Phải kiếm đủ anh em ạ. Kiếm đủ để về nhà làm nhiệm vụ. Con này đẹp này. Con này đẹp thì đẹp. Ở đây hình như là cái hub đây anh em ơi. À đây. Nó ở trong góc ạ. À nào tôi không thể nhìn thấy luôn anh em ạ. Pair Ox. Rồi. Cho chua đủ đấy. Bắt được con mới. Con mới. Tận hai con mới luôn. Level up rồi. Defend. Mà cái M Defend nó được tăng lên ha. Game hay chứ. Game rất là hay luôn. Để skip luôn này đi. Mình có thể mua nhân vật mới được không? Skin level up khỏe hơn. Nhưng mà nó kiểu điều khiển hơi bị đơ đơ. Nhưng chắc là đây là do cái giả lập là thế thôi. Chứ giả lập còn chơi trên điện thoại chắc là mượt lắm. Cho nên mình thế. Đây 4 ngày 5 à. Ngày 5 được thêm quả trứng này. Chẳng biết là trứng gì à. Cho cái breeding không? Cross breeding. Cho không có con gì à. Unlock thông qua cái special. Đây, con mạnh nhất đây. Gấu, con này này, thử con này xem. Cross breeding, sinh sản anh em. Hai hệ gió và hệ lửa. Hai rank cấp S luôn. Uầy, con gì này? Nó hiếm là 2 sao đấy anh em ạ. S-D-A-S-S-S. Ui. Vừa lên Hecaton ạ. Wow luôn đấy. Thật là wow luôn. Party. Thế như này không còn. Không có con nào để có thể là vào đây được à. Leader Auto à. Đây là cái đội hình mạnh nhất mà chúng ta có thể là The Wheat View. Cái này có kiếm kìa. Thằng này thì không cầm được con nào. Vấn đề là không, nó không cầm được con thú nào ấy chứ.
nó cầm được một con nào đó xịn sò thì đã khác rồi. Ở đây chúng ta có cái gì đó hơi sai sai nhỉ. Strength. Con rồng mới là con nào? Con này à? Rồng mới con này này. Con này chắc chắn là thay được rồi. 147 này. 147 là con này anh em. Strength. Đây là mạnh nhất về strength anh em nhá. Attack strength. Mình nghĩ là mạnh nhất strength là con này. Con này cưỡi rồng thì cũng được ấy. Có đồ không? Thử không? Thử sức mạnh không? Và con này mình nghĩ mình nên thay bằng con... Đấy, con rồng mới đấy anh em. Nhìn nó đẹp thôi. Muốn test thử sức mạnh xem như thế nào thôi. Đánh thử tí nhỉ. Vẫn còn quét mà. Đầy quét anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ nhận một cái quest ở cái bảng thông báo hàng ngày ở kia. Và mang đi đấm nhau thôi. Thử con ếch. Con nòng nọc ếch. Đấy, cho lên lưng và bắt đầu mang đi đánh nhau ha. Let's go. Úi, lại hang động rồi. Con này có vẻ khỏe đấy, cầm búa chiến phết ạ. À, con có chiêu thủ của anh em nhá. Nó có cái gì đó đây này. Con này khỏe quá. Đúng là kiểu ếch anh em ơi. Ếch này khỏe vãi cả lồng rồi, nhìn anh em nhìn xem này. Được phết anh em ạ, vừa cưỡi thú vừa đi đấm nhau luôn. Chất lượng thật sự luôn. Cái phiên bản này. Còn nhẹ chứ, game mình nhẹ chứ, đánh hay phết. Tuyệt kỹ này anh em ơi. Quay tới câu tầm xa và còn đánh lan nữa chứ. Tuyệt vời đấy, nhưng mà con này nó hơi xấu. Công nhận là hơi xấu thật anh em ạ. Nó mà đẹp hơn tí như kiểu rồng rước thứ như này. Con này này, đấy, rồng đẹp vãi. Ui. Bay xa thế. Con kia đâu đây, đấy kìa. Con này thấu hết là chiêu gió phóng tới ạ. Đây là chiêu của tướng anh em. Cái nộ là nộ của con tướng, không phải nộ của con thú nhá. Nộ là nộ của con đây. Đấy, đây là chiêu ấy này. Chiêu của tướng này. Cái này cũng mất nộ anh em ạ. Chiêu nó có thể phá giáp hay làm cái gì đấy. Khá hay. Thế nhưng mình thấy là như vậy. Con này cũng được. Nhưng mà nếu mà để đọ về sức mạnh thì con này vẫn ngon hơn ha. Nhìn nó cục mịch tí thôi, nhưng mà xịn sò ha. Chỉ cần 3 phát thôi là chết rồi. Quá nhanh luôn. Đây là đường cụt à? Đây là đường cụt anh em ạ. Rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em.